Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món thịt bằm nhồi vào với lại cà tím sốt cà chua. Ăn rất là thơm ngon và đậm vị này. Đây, cà tím mình có này. Đấy, nguyên liệu của mình rất là đơn giản nhé. Món này rất là dễ ăn. Thì chúng ta có thể ăn kèm với lại cơm hoặc là ăn với bún cũng rất là ok nhé các bạn. Đấy, và món này thì trẻ con cũng rất là thích nha. Mấy bé nhà mình thích lắm về cái nước sốt của nó ấy. Mình nghĩ là món này cực kỳ là dễ ăn nên là các bạn có thể làm cho cả gia đình mình ăn nhé. Cái cà này, đấy các bạn xem mình cắt khoanh này, các bạn có thể cắt mỏng hơn cũng được nhé. Cỡ một đốt ngón tay ấy, chúng ta nhồi cho nó rất là dễ này. Đấy, mình lấy cái thìa, sau đó thì mình sẽ moi cái ruột nó ra nhé. Mình có cà chua để mình sốt cùng này. Chút nữa thì mình sẽ cho tiêu và mình ướp cùng với thịt heo bằm nhé. Thịt heo xay hoặc bằm thì đều được này. Các bạn là mua cái loại mà thịt vai mà nó có một chút mỡ ấy. Đấy thì nó không bị khô nhé. Đây, cái này cà tím này thì mấy bạn mà ăn chay ấy, thì các bạn có thể nhồi thay thế thịt bằng chúng ta có thể mua đậu hũ ấy. Đấy, chúng ta nhồi cùng cũng rất là ok nhé. Đấy, các bạn khéo tay một chút là ấy, từ từ ra là bỏ cái lõi ở giữa ra ấy. Thì chúng ta nhồi vào giữa và khi chiên lên ăn thì nó có độ ngọt của cà nữa, rất là ngon. Đấy, cũng là một món để chúng ta nên thử bổ sung vào cho cả gia đình nhà mình nhé. Vừa dễ ăn lại còn dễ kiếm và dễ làm nữa. Đấy, mình có ngâm cùng với lại nước muối loãng ấy để cho nó ra bớt cái nhựa đi ấy, và cà nó cũng đỡ bị thâm đen nữa. Đây, mình sẽ lấy cái đầu hành mình cắt vào để mình ướp cho nó thơm nhá. Cắt nhỏ thôi, cắt nhỏ nhuyễn đi. Các bạn nếu mà không có hành này thì chúng ta có thể thay thế bằng hành củ cũng được nhá. Đây, còn hành lá mình, cái phần lá mình sẽ bỏ riêng ra. Thì cuối cùng mình sốt cà chua xong mình rắc lên cho nó thơm. Hy vọng là các bạn yêu thích món này và thêm món này vào thực đơn cho cả gia đình nhà mình nhé. Mình hy vọng các bạn cho mình xin một nút like, bình luận để cho góp ý cho mình món này ngon và hấp dẫn hơn này. Đây, thịt xay này, mình sẽ ướp một chút tiêu này, một chút hành nêm vào. Đấy, nguyên liệu ướp thì rất là đơn giản, sau đó thì các bạn trộn đều lên nhé. Đấy, mình chỉ ướp đơn giản như vậy thôi, sau chút nữa mình sẽ làm nước sốt, mình cho kèm vào thì ăn nó sẽ ngon và đậm vị hơn đấy. Đấy, các bạn ăn được nhiều cay thì các bạn cho nhiều tiêu vào hoặc là cho tương ớt, thì ớt thì chúng ta sẽ cho vào sau nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ nhồi vào giữa này. Cái nhồi này rất là dễ, ai cũng làm được. Và món này mình thấy làm cũng nhanh, không có lâu đâu các bạn ơi. Thịt xay các bạn mua người ta làm sẵn rồi, về ướp cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ qua một cái bước cắt nhỏ cái phần cà đi là được. Đấy, các bạn nào mà ăn cà rồi là biết này, nó có độ ngọt, ăn rất là ngon. Đấy. Nhồi rất là dễ. Chúng nữa mình sẽ chiên qua đi nhé. Để cho nó có độ kết dính và nó thơm này. Ăn thịt nó cũng chắc nữa. Cái này thì các bạn không cần sốt cà chua cũng được nhé. Mình thích chua chua ngọt ngọt và có nước sốt nhiều để chan cùng với cơm hoặc ăn kèm với bún ấy, thì chúng ta sốt cà chua hoặc cứ thế này chiên xong là ăn được luôn, cũng rất là ok, rất là thơm luôn đấy. Thì mình ướp cái hành nó cũng thơm rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên cho bạn xem này. Cái này các bạn cho nửa vừa nhé. Và chỉ cần cho ít dầu ăn thôi, không cần phải cho nhiều đâu.
Để lúc chiên là mình thấy nó cũng ra đấy. Cái cà này chiên nó cũng ra nước này. Không cần phải ngập dầu nhá. Và chiên rất là nhanh thôi. Chúng ta chú ý là không lật nhiều nhá. Khi nào mà thấy nó cháy xém thì chúng ta mới lật nhá. Thì là cái thịt nó sẽ không bị vỡ ra ấy. Và nó rắn chắc á. Và lên màu rất là đẹp luôn. Đấy, lần lượt cho hết vào nha các bạn. Đấy, nhanh chưa, nó đã cháy xém rồi các bạn này. Đấy, mình lật lên này. Đấy các bạn này, mình không lật nhiều đâu, như này thì là nó sẽ không bị vỡ này. Cái thịt nó sẽ không bị ra ngoài ấy. Nhìn rất là bắt mắt và cuốn. Như thế này ăn rất là thơm này. Các bạn nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ cho mình nhé. Để mình có thêm động lực làm thêm nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng hơn nhé. Thời gian vừa rồi mình cũng hơi bị bận nên là không ra nhiều video cho các bạn ấy. Đây, cái miếng này mình không cắt cái phần dưới của nó nên là nó tròn tròn, nó hơi bị khó lật ấy. Đây, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi mình cắt cà chua nhá. Để mình làm nước sốt cho nó ngon này. Chua chua ngọt ngọt rất là ăn rất là cuốn luôn. Mình cà chua chỗ này của mình hai quả nó rất là to. Đấy, mình thái cà chua này. Bạn nào mà không thích làm nước sốt ấy, thì chúng ta sau khi chiên xong cứ thế chấm cùng với lại mayonnaise này, với lại nước sốt, với lại cái tương cà hoặc là tương ớt ấy. Đấy, bạn nào mà ăn được nhiều cay thì chấm nhiều tương ớt nó cũng rất là ok nhá. Là có luôn món ăn cho cả gia đình mình rồi. Đây, mình làm nước sốt cho bạn xem này. Đấy, mình đã thái xong rồi. Bây giờ cái phần chiên cà của mình cũng xong rồi. Mình gắp lần lượt ra đĩa này. Mình có vừa nãy cái đầu hành của mình đã cho hết vào thịt để mình nhồi rồi. Nên bây giờ mình đã chuẩn bị thêm một ít hành khô để mình phi lên cho nó thơm nhé. Của mình các nguyên liệu mà mình thái ra mình đã đều rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Mình cho một chút dầu ăn vào, mình đun nóng lên và mình phi hành cho nó thơm này. Đấy, phi hành thơm sau đó thì mình mới cho cà chua vào nhá. Mình đảo đều lên, phi hành cho thơm. Đấy, bây giờ mình chỉ cho thêm dầu hào này, mình cho hai thìa dầu hào này, một thìa hành nêm vào là nó cũng đậm vị rồi. Tại vì vừa nãy cái thịt mình cũng đã ướp rồi ấy các bạn. Sau đó thì mình sẽ đổ nước vào nhé, để mình đun này, mình đun để cho đây cái nước nó sệt sệt này, thì mình mới cho cà vào mình ấy tiếp nhé, để mình rim nhé. Đấy, các bạn nêm nếm cho vừa khẩu vị của gia đình nhà mình nhé. Mình rim xong thì mình sẽ tắt bếp và mình rắc hành lá lên trên, mình đã cắt sẵn rồi. Đấy, các bạn nhớ là tắt đi nhá, tắt bếp đi rồi hãng rắc hành lá lên thì nó sẽ không bị rục nhá. Màu lên rất là thơm, màu xanh lên, hình rất là đẹp và ăn cũng rất là thơm. Còn nếu không mà chúng ta quên không tắt bếp, cái hành lá nó rất là nhanh chín này, nhìn nó không bị cuốn và nó cũng giảm cái độ thơm đi nhá. Đây các bạn này. Đấy, mình tắt bếp đi, mình rác lên. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa cho các bạn xem nhé. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không ạ? Bạn nào mà ăn được nhiều cay ấy, thì cái lúc vừa nãy làm nước sốt ấy, thì chúng ta cho luôn cái tương ớt vào nhé. Còn mình không ăn được cay ấy, với mình cho các bé như mình ăn thì mình sẽ bày cái ớt tươi lên trên để đến lúc mà ăn ấy, thì là bạn nào mình ăn được cay, ông xã mình cũng ăn được cay ấy, thì mình sẽ ăn kèm nhá. Còn các bạn nhỏ thì cứ thế là mình múc cái nước sốt kia các bạn đấy thì không sợ bị cay này.
Bạn lớn nhà mình cũng ăn được, có bạn bé này chưa ăn được. Đấy. Vừa cuốn bắt mắt, và những người nào ăn được cay và không ăn được cay đều có thể ăn được món này. Mình xong rồi đấy. Rồi mình chúc các bạn làm thành công món này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những món tiếp theo nhé.